Xin chào bác, đây đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe touring khung carbon GD Time, trang bị bộ đề chuyển số là Shimano Atus, đặt đĩa trên là Shimano NewZ, lốp sơn nguyên bản, xe nhập khẩu chính hãng, khung viền của chiếc xe như bác thấy trên hình full carbon. Chiếc xe nguyên bản, xe còn rất là mới. Hầu như là không có vết xước nhỏ là đáng kể trên xe. Xích clip còn rất là trắng mới của Shimano Atus. Thành nhôm cao bảo, đi vòng cuối đổ. Sau bi vòng khối đổ bằng nhôm cao bản đồng hiệu với chỗ kích về đan bi vòng từ đĩa Shimano về phần tay lái của chiếc xe thì được trang bị bộ tay bấm Shimano phanh ba mảnh. Full carbon GD Time. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác hỏi là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cổng yên là 46 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 52 cm. Chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73-75 phù hợp. Đây là chuyển số Shimano Atus với 8 tầng lip và 3 tầng đĩa, 24 tốc độ. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá là 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, thì hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng cả là nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.